Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh Hall số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Ở clip này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu tủ lạnh cao cấp nhất của Mitsu, hiện đang được bán ở thị trường Nhật với giá cao hơn cả mẫu Hitachi 74K. Đấy, mẫu 74K thì chắc hẳn ai đã dùng tủ lạnh của Nhật thì đều biết đến, nó là mẫu cao cấp nhất của Hitachi. Còn con tủ Mitsu này, mẫu 70C này là mẫu cao cấp nhất của Mitsu. Và tại sao ở Nhật lại đang có giá bán cao hơn cả mẫu 74K? Thì ở clip này tôi các bạn cùng đi xem là những cái điều đặc biệt của nó là cái gì. Đấy. Ở kho hàng Nhật thì hàng cao cấp về cập nhật liên tục để có thể đảm bảo cái nhu cầu của khách hàng. Con này là con 70C sản xuất năm 2019 và năm 2020. Thiết kế là màu mận chín và vuông thành sắc cạnh. Không gian nó tạo ra không gian hiện đại hơn, là mẫu bo viền. Hitachi bây giờ thì họ cũng đã bắt đầu sản xuất theo cái form này rồi. Đấy. Rất là đẹp, có viền vàng hồng ở đây nổi bật. Màn hình cảm ứng ở trên này. Đây là nút menu này, khi chúng ta ấn ở đây thì màn hình sẽ hiển thị logo của Mitsubishi Electric. Con này chiều ngang của nó là 80cm. Chiều ngang rộng nó tạo ra một cái kia dáng tủ khỏe hơn với các cái dung tích tủ nhỏ. Nội thất của nó là nội thất làm bằng khay kính chịu lực, các cái khay đợt này tất cả bằng khay kính chịu lực hết, rất là chắc chắn. Khi chúng ta mở con tủ mít ra, chúng ta thấy được cái sự đầm chắc của cái cánh. Đấy, các bạn có thể đến trải nghiệm tại kho hàng Nhật Shop Fresh Hall số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Chúng ta nhìn xa ra hơn một chút về nội thất. Trước có đấy anh, ra em viết phiếu cho. 15 nhá. 15 triệu. Ok luôn. Anh ra ngoài có dạ. Chưa vệ sinh không? Chiều em cho thợ vệ sinh không? Ừ. Xong là chiều tối em giao cho anh. Chúng mình lấy cho anh cái này cả. Anh cứ vào trong viết phiếu đi, tí rồi, em sẽ lấy cho anh cái lá cao su ấy. Chúng ta nhìn xa hơn để chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của nó. Tôi không phải lâng bi cái con Mitsu ấy đâu, nhưng thực chất thì nó là một cái mẫu, với tôi thì nó là một cái mẫu thực sự là tuyệt vời. Thế nhưng mà giá của nó hơi cao. Hiện tại ở Nhật bây giờ đang bán giá khoảng 40 man. 40 man mà nhân ra tiền Việt thì hiện tại giờ nó khoảng khoảng suýt 90 triệu, nếu cả thuế má các thứ. Nó hơn 40 man, khoảng 90 triệu ra bán tại Nhật nhé. Đấy. Còn giá mà mình đặt ở bên đấy, như bọn tôi mà mua theo giá buôn, giá thợ ở bên đấy, giá đại lý ấy, thì nó khuôn khoảng hơn 20 man. Thế nhưng về còn thuế má vận chuyển các thứ vào thì nó lên đến cũng tương đối cao. Về ở Việt Nam, tới Việt Nam thì giá tại ở Nhật hay ở Việt Nam thì giá đều cao hơn con 74K của Hitachi. Thế nên là nhập về sẽ rất là khó bán. Mẫu này sản xuất từ tháng khoảng giữa năm 2019 và sang năm 2020. MRVX70C. 1 năm nó tiêu thụ hết 310 số điện. Dung tích là 700 lít. Chiều ngang là 80cm. Chiều sâu là 73,8cm. Và chiều cao là 1m82. Chạy ga R600A và nặng 139 cân. Đấy. Công suất tiêu thụ điện nó chạy điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 86W đến 125W. Thường thường duy trì ở cái dòng khoảng tầm 86W. Và khi mà nó chạy những chương trình như là phá băng những thứ thì nó sẽ chạy ở 250W. Một năm thì tiêu thụ hết 310 số điện một năm. Vì cái tủ lạnh thì chúng ta cắm liên tục nên nó tính công suất tiêu thụ điện theo năm. Mẫu này được sản xuất tại Nhật. Đây, chữ này chúng ta dịch ra là sản xuất tại Nhật. Đấy, về thông số. Trong tủ thì có đủ hết các phụ kiện. Con này là một con hàng trưng bày. Tất cả hàng bán tại kho hàng Nhật mà do em Huy cung cấp ra.
thì em đều cam kết là hàng chuẩn nguồn gốc và chất lượng. Đây là sách và hướng dẫn cái thứ này, đầy đủ cả. Đây là chân. Anh ra đi tí em ra. Tất cả hàng em bán ra cam kết chuẩn nguồn gốc chất lượng. Nghĩa là nói là hàng trưng bày thì chắc chắn nó là hàng trưng bày. Nếu như các bác phát hiện ra là hàng sửa, hàng lỗi của hãng thì em sẽ tặng ngay tủ, không lấy tiền. Đấy. Các bác có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho Nhật Sofredes Hall số 12 ngõ Tư Đồ Hoàng Quốc Việt. Nói thêm một chút về công nghệ của ngăn trên này. Ngăn trên thì như các bác đã biết, được ngăn mát trên này thì để đồ ăn chín, nước uống và quả. Nhưng riêng Mitsu thì nó có một cái khoang này, nhiệt độ sẽ thấp hơn bên ngoài một chút. Đấy, thì chúng ta sẽ để bảo quản một số những cái thực phẩm. Ví dụ như chúng ta ăn sushi các thứ thì chúng ta để trong này. Đấy, nhiệt độ nó sẽ thấp hơn khoang ngoài này một chút. Nhiệt độ trong này nó khoảng tầm từ 0 đến 2 độ và khoang ngoài này nó là khoảng 6 độ. Đấy là tác dụng của ngăn trên. Tiếp tục chúng ta đi đến ngăn tiếp theo. Đây là tủ đang được dán rồi, vì nó là hàng chưa dùng. Đó, cho các bạn xem. Ngăn trên thì đây là ngăn đá rơi này, một môi múc đá này. Đấy. Ngăn đá rơi. Bên cạnh này là một ngăn đông mềm. Hoặc chúng ta có thể điều chỉnh nó về là ngăn đông nhỏ. Tôi sẽ tháo cái này băng dính này ra cho các bạn cùng xem. Đấy. Đây là một ngăn đông nhỏ, hay còn gọi là một ngăn đông mềm. Vì cái ngăn này nó có hai tác dụng. Chúng ta có thể điều chỉnh về đông mềm, nhiệt độ là âm 7 độ để chúng ta có thể bảo quản thực phẩm trong vòng khoảng 21 ngày không cần giã đông. Đấy. Hoặc chúng ta có thể điều chỉnh về ngăn đông cứng ở nhiệt độ âm 18 đến âm 20 độ và điều chỉnh nhiệt độ ở bảng điều khiển ở đây. Tôi đã có một clip hướng dẫn rất là chi tiết về cái bảng điều khiển của Mitsu rồi, và có cả bản dịch tiếng Việt. Nếu các bạn cần cung cấp thì hãy gọi điện trực tiếp cho tôi. Đấy. Các bạn lưu ý là chỉ có Mitsu mới có ngăn đông mềm thôi. Là ngăn đông mềm là ngăn này và điều chỉnh được nhiệt độ thôi. Đấy, một số đơn vị họ bán thì họ đều chỉ ngăn này là ngăn đông mềm, nhưng thực chất thì không phải là ngăn đông mềm. Đấy, ngăn đông mềm thì chúng ta phải điều chỉnh được nhiệt độ xuống âm 7 độ và chỉ có riêng Mitsu chúng ta mới có thể điều chỉnh được cái ngăn này thôi. Còn tất cả các hiệu khác thì mặc định ngăn này là âm 18 độ. Đấy, một số đơn vị thì bảo là ngăn này là ngăn đông mềm. Thế khi mà chúng ta về chúng ta dùng nó thành đông cứng thì mình có thắc mắc thì người ta sẽ bảo là lúc đầu tiên thì nó đông mềm nhưng để lâu thì đông cứng. Thì thực chất nó là cái quy trình đông của thực phẩm thông thường, là mới để vào chưa đủ thời gian thì làm sao mà đông cứng được. Thế nhưng khi đủ thời gian nó sẽ thành đông cứng. Và ngăn này mặc định là ngăn đông cứng ở các cái thương hiệu khác. Thế các bạn lưu ý như thế. Tiếp tục, ngăn to tiếp theo. Ở dưới này là một ngăn đông lớn. Thì ngăn này chúng ta có thể để thịt cá. Tôi không nói chuyên sâu về công nghệ, vì công nghệ về các cái công nghệ cơ bản của các hiệu tủ về cơ bản là giống nhau thôi. Đấy, tôi sẽ nói một số đặc điểm khác thôi. Ví dụ là đông mềm này. Đấy, hoặc là một số công nghệ đặc biệt thôi. Tiếp theo ngăn này là một ngăn mát ở dưới cùng. Ngăn mát này thì chúng ta sẽ để đồ ăn rau củ. Thì ở dòng tủ Mitsu nó lại có một cái điểm hay. Đấy chính là con này nó có đèn LED để tạo vitamin C. Đây này các bác nhìn này. Đèn LED quang hợp tạo vitamin C, giữ bảo quản rau không bị mất chất. Nếu như theo thông số của hãng người ta đưa ra thì cái đèn này nó có tác dụng quang hợp để tạo vitamin. Và khi chúng ta mà lấy rau ở ngoài vườn để vào trong tủ thì sau một tuần thì rau vẫn giữ nguyên chất như vừa mới hái xong. Nếu như chúng ta vào website của hãng để chúng ta đọc thông số thông tin thì nó sẽ là như vậy. Đấy là một số cái đặc điểm hay của Mitsu. Đấy. Rất nhiều khách hàng gọi điện hỏi tôi là tủ Mitsu có ngăn hút chân không không, hay là tủ Pana có ngăn đông mềm không. Thì thực chất thì các bạn hiểu là tôi đã phải nói rất nhiều trong các clip là mỗi một thương hiệu nó có một cái thế mạnh, một cái công nghệ riêng. Chúng ta không thể bắt là nó một cái hiệu tủ mà nó có tất cả các cái công nghệ đấy vào là một được. Chúng ta hiểu đơn giản là vậy. Đấy. Thì ở clip này tôi muốn giới thiệu các bạn một số những cái điểm hay về cái tủ dòng tủ Mitsu này. Thực chất thì giới thiệu để cho chúng ta mỗi người thêm một chút kiến thức, chứ còn những mẫu tủ này thì nó rất là ít có.
Đấy, hàng thì mới về, hàng rất là đẹp. Các bạn cần tư vấn về sản phẩm có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999. Đây là một con điều hòa, hàng mua đấu giá rất là mới các bạn nhìn này. Hàng vừa về rất là mới. Hàng này thì có khách đặt luôn rồi. Chiều nay là đi lắp thôi. Hay gọi con này là con phu loa. Nhìn nó rất là đẹp. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau nha.